Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay em thử omachi xem sao nha các bạn. Em thử nha. Đây gói nè. Sau khi đổ ra nó nhìn các bạn. Đổ ra cái này có muối rồi nó ha. Muối. Đây nó có cái này nữa các bạn. Sôi hơn em ha. Mời các bạn nha, mì omachi ha. Cũng được các bạn ha. Cũng được. Okay. Okay.